là gần. Nói gì vậy? Má đang bàn kịch bản làm gì có vụ đo đồ cồn đây. Cách nào giết chết hai con điên đó không? Mày về đúng lúc đấy. Tại sao đối xử tàn tạ với BD vậy? Thấy voi không? Ông đang bị đĩa bám, ông không đi. Thì chúng tôi kiên quyết đứng đây và chúng tôi quay tiếp tục. Và bây giờ, tôi cũng chưa quay xong. Cũng lỡ quay rồi, buồn chi hỡi em. Nếu mà không quay, không được trả lương, lúc đó mới buồn.